Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã từ chối nhiều nỗ lực phục hồi trong tháng này theo xu hướng lịch sử. Tuy nhiên, giá đã bất ngờ tăng vọt trong 24 giờ qua, trở lại mức gần 63.000 đô. Theo lịch sử, khi Bitcoin đồng đến tháng 6 âm, nó có xu hướng phục hồi mạnh mẽ vào tháng 7. Bitcoin đã cho thấy mức lợi nhuận trung bình là 7,98% và mức lợi nhuận trung bình là 9,6% trong tháng này. Tuy nhiên, tháng 5 đã chứng kiến đồng tiền này tăng 11,1%, xu hướng hiện đã thay đổi với mức giảm 8,79%. Kể từ năm 2020, giá Bitcoin đã ghi nhận nhiều đợt lao dốc lịch sử. Tháng này không phải là một tháng đặc biệt tăng giá đối với Bitcoin, khi 4 trong 5 năm qua kết thúc trong sắc đỏ. Bất chấp sự biến động thất thường của Bitcoin, khi giá giao dịch từ mức thấp là 58.500 đô và mức cao là 72.000 đô la, các nhà phân tích vẫn lạc quan về quỹ đạo tương lai của Bitcoin. Không giống như tháng 6 năm ngoái, kết thúc ở mức cao 11,9%, tháng 7 năm ngoái chứng kiến Bitcoin giảm 4,04%. Bitcoin có thể đảo ngược xu hướng và kết thúc ở mức cao hơn so với tháng này. Bitcoin không có những trở ngại lớn về mặt pháp lý, nhưng những tháng như tháng 10 với xu hướng tăng giá lịch sử sẽ là điểm tốt cho đồng tiền này. Chỉ có rất ít yếu tố cơ bản thúc đẩy khả năng phục hồi và tăng trưởng giá của Bitcoin. Hiện tại, các Bitcoin ETF Spot vẫn là lý do lớn nhất khiến đồng tiền này không giảm xuống vùng hỗ trợ 5.000 đô. Đáng chú ý, ETF Spot đã chứng kiến một cú đánh hợp lý cho đến nay trong tháng này liên quan đến dòng tiền chảy ra. Tuy nhiên, các sản phẩm ETF có hy vọng phục hồi rất lớn. Điều này là do nhiều tổ chức doanh nghiệp đang tìm cách thâm nhập vào thị trường tiền điện tử. Nếu đạt được, dòng vốn mạnh chảy vào các sản phẩm trong những tháng tới có thể giúp đưa giá Bitcoin trở lại mức cao nhất mọi thời đại trước đó. Trong quá khứ, Bitcoin có xu hướng biến động cao, đặc biệt trong thời điểm thị trường không ổn định. Tuy nhiên, những ngày cuối tuần đầy biến động đã là quá khứ, vì vào năm 2024, khối lượng giao dịch vào cuối tuần đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử Bitcoin. Theo báo cáo mới từ Kaiko, năm 2019 có tới 28% khối lượng giao dịch Bitcoin diễn ra vào cuối tuần, nhưng năm ngoái con số đó chỉ là 16%. Báo cáo xác định một số yếu tố góp phần vào sự suy giảm, bao gồm cả việc ra mắt các quỹ Bitcoin ETF. Mặc dù thị trường tiền điện tử luôn sẵn có trên toàn thế giới, nhưng giao dịch ETF chỉ diễn ra khi thị trường chứng khoán mở cửa trong tuần. Vào đầu năm nay, khi các sản phẩm này ra mắt, các nhà nghiên cứu của Kaiko đã quan sát thấy tỷ lệ Bitcoin được giao dịch trong giờ cuối cùng của giao dịch thị trường, được gọi là thời điểm ấn định tiềm chuẩn, đã tăng lên. Để phản ánh giá chuẩn một cách sát nhất có thể, việc mua và bán Bitcoin để tạo và đổi phải diễn ra trong khung thời gian cố định từ 3 giờ đến 4 giờ chiều theo giờ New York. Kể từ khi ra mắt Bitcoin ETF, khung thời gian đó đã trở thành thời gian phổ biến thứ hai cho giao dịch Bitcoin, mặc dù hiệu ứng này chỉ được quan sát thấy vào các ngày trong tuần. Tuy nhiên, giao dịch cuối tuần đã giảm liên tục kể từ năm 2021 và chỉ số đó hiện đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Trong khi 6,6% giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian chuẩn vào các ngày trong tuần, tỷ lệ đó giảm xuống chỉ còn hơn 4% vào cuối tuần. Một yếu tố khác khiến biến động thấp hơn có thể là việc đóng cửa các ngân hàng Signature và Silicon Valley thân thiện với tiền điện tử vào tháng 3 năm 2023. Cả hai ngân hàng đều vận hành mạng lưới 24/7, cho phép các nhà tạo lập thị trường đặt lệnh mua và bán tiền điện tử. Nhưng kể từ khi các mạng lưới đã đóng cửa, các nhà tạo lập thị trường ít có xu hướng cung cấp tài khoản trong môi trường khối lượng thấp. Trong ngắn hạn, giá Bitcoin gần đây đã bị trì trệ khi các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các số liệu lạm phát, dự đoán việc cắt giảm cuối cùng từ Fed. Và thông tin cuối cùng, chỉ số của tượng đài Bitcoin giảm xuống mức sụp đổ của FTX. Những người khai thác Bitcoin hiện đang phải đối mặt với sự đầu hàng, thúc đẩy họ phải đổi mới để có thêm doanh thu. Việc đầu hàng của tượng đài xảy ra khi họ buộc phải ngừng hoạt động do không có lợi nhuận hoặc chi phí vận hành không bền vững. Điều này xảy ra khi chi phí khai thác, không bao gồm phí điện, phần cứng và vận hành, vượt quá doanh thu được tạo ra từ việc khai thác Bitcoin. Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy hash rate khai thác Bitcoin đã giảm 7,6% trong tháng này, hiện tương tự như mức đã được thấy lần cuối trong vụ sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào tháng 12 năm 2022. Không giống như giai đoạn đó, mức giảm ngày hôm nay diễn ra sau sự kiện halving, cắt giảm phần thưởng của tượng đào xuống còn 3,125 Bitcoin. Các tượng đào cũng đang phải vật lộn với doanh thu giảm từ các nguồn thay thế khi hoạt động của mạng lưới giảm. Ban đầu, họ được hưởng lợi từ mức phí cao trong cơn sốt giao thức run dựa trên Bitcoin sau khi halving. Tuy nhiên, thu nhập đã giảm mạnh khi hoạt động của mạng lưới chậm lại. Tính đến ngày 29 tháng 6, các giao dịch run hàng ngày đã giảm mạnh từ mức đỉnh điểm là hơn 735.000 vào ngày 23 tháng 4 xuống còn 21.861, đánh dấu mức giảm mạnh 90%. Do đó, tổng thu nhập của thợ đào từ các giao dịch run đã giảm xuống tới 2 Bitcoin trong tuần qua, giảm so với mức đỉnh điểm là hơn 1.000 Bitcoin vào ngày 20 tháng 4. Đối mặt với những áp lực kinh tế này, các tượng đào đang tắt máy và tăng cường hoạt động bán hàng trong tháng này. Tuần trước, các công ty khai thác đã bán khoảng 30.000 Bitcoin, trị giá 2 tỷ đô la. Để đa dạng hóa hơn nữa nguồn doanh thu, các công ty khai thác đang ngày càng chuyển sang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI
và các tài sản bằng chứng công việc Proof of Work khác. Các công ty như Core Scientific và Hut 8 đã đảm bảo được nguồn tài trợ đáng kể cho việc mở rộng AI. Mặt khác, Marathon Digital, công ty khai thác Bitcoin lớn nhất, đã công bố tham gia khai thác Caspa, một dự án Proof of Work. Công ty tuyên bố rằng họ đã khai thác được 93 triệu KAS, trị giá khoảng 15 triệu đô la tính đến ngày 25 tháng 6. Đây là một bước đi mới đầy tiềm năng cho các công ty khai thác Bitcoin. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.